lòng anh. Anh quay lại với em được không? Em còn yêu anh nhiều lắm á. Em biết anh cũng còn yêu em mà, đúng không? Bớt đi cái. Nhìn lại bản thân cô đi. Cô nghĩ là cô có thể thay đổi được hả? Đến cả chiếc phèo còn chê cô nữa. Muốn gì là tôi? Nè, thời gian qua á, cô nghĩ là tôi yêu cô thiệt luôn hả? Tôi chỉ muốn có người bao ăn bao ở cho tôi thôi. Cô có phước lắm á, cô mới quen được tôi, hiểu chưa? Thôi mà, anh cho em một cơ hội đi. Một lần cuối thôi, anh về bên em nha. Biến đi. Thứ dơ bẩn. Đi em. Đứng dậy đi. Cảm ơn nha. Tặng chị nè. Sao, sao em tặng chị vậy? Cái này chị với em không quen biết gì đâu. Trời ơi, chị đừng có để ý, chị cứ dùng đi. Chẳng qua là em ngứa mắt cái tên trai nam kia thôi. Người gì đâu mà kỳ cục. Cái này là tắm trắng cao cấp 30 giây, nguyên liệu nhập khẩu 100%, cho nên là không có gây bà mòn da, không có gây kích ứng da, không bắt nắng, chị cứ yên tâm nha. Hơn nữa nó còn có 3 công dụng, vừa tẩy da chết nè, vừa ủ trắng nâng tông nè, lại còn thơm với miệng da nữa. Chị phải dùng và tự tin xinh đẹp hơn nha. Ừ, chị cảm ơn em nhiều nha. Em tin là khi mà chị biết trân quý bản thân mình rồi á, thì mọi thứ, cuộc sống của chị sẽ tốt đẹp hơn thôi.